anh Sâm thân mến, cái thời mà anh còn đi học á, thì anh Sâm ngoài cái việc anh học giỏi văn ra thì anh còn có một cái biệt tài gì không ạ? Tôi không nhận thấy mình có một cái khả năng gì đặc biệt ngoài chuyện học. Thích thì thích nhiều thứ, cái gì tôi cũng tham gia và cái gì cũng thích. Nhưng mà cái khả năng nào đặc biệt thì bây giờ mình ngẫm lại thì mình thấy không có một cái khả năng đặc biệt nào hết. Đó chỉ là văn và ngôn ngữ. Văn, toán tôi học tương đối toàn diện. Năm dạ. nào cũng đi thi học sinh giỏi hai môn, nhưng mà văn thì đi sâu hơn, còn toán thì rụng ở giữa đường. Thì thường là vậy mà, văn với toán là hai cái đường song song. Ai đã đi đường này thì không đi đường kia. Nhưng mà anh Sâm, hồi xưa anh có ước mơ và hoài bão rõ ràng không ạ? Hay là cuộc đời nó dẫn mình đi đâu thì mình đi tới đó? Khi mà tôi học đến lớp 10 là năm 1974, là bắt đầu xác định là cuộc chiến tranh chống Mỹ còn dài, và khi đó xác định là đi bộ đội, chứ không có nghĩ đến chuyện là sẽ được học tiếp lên đại học hay gì đâu. Ngoài chuyện là nhập ngũ đi chiến đấu thì không có một cái ước mơ gì gọi là ghê gớm cả. Dạ vâng. Nhưng mà may mắn là số phận đưa đẩy để chúng ta có được một nhà báo, một người dẫn chương trình tuyệt vời như anh Lại Văn Sâm ngày hôm nay. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Cái cơ duyên nó sẽ đến với nhiều người trong nhiều trạng thái khác nhau. Nhưng mà ai là người đủ cái may mắn để nắm bắt được cái cơ duyên đó ở lại thì mới thay đổi được số phận của mình, cũng như một tóc tiền của chúng ta, thưa quý vị. Ngày xưa là đi học là ngành y, và nghệ thuật nó đến. Nếu như em nó không đủ yêu và không đủ giỏi để ở lại với nghệ thuật, thì ngày hôm nay biết đâu khi quý vị vào trong đó, cái cô y tá đang chích mình là tóc tiên. Cái điều gì làm cho em cảm thấy em yêu nghệ thuật và em muốn theo đuổi nó? Em không biết những cái ngành nghề khác thì như thế nào, nhưng mà đối với cái nghề của mình thì em có thấy một cái câu nó rất là đúng, đó là nghề chọn người chứ người không chọn nghề. Em tin rằng là mọi cái sự kiện diễn ra trong cuộc sống mình, nó đến với mình đều có một lý do nào đó. Mà ngay tại thời điểm đó có thể mình không hiểu cái lý do đó là gì, nhưng nhiều năm sau khi nhìn lại mình nói, à, nó đến để cho mình thay đổi, nó đến để tạo bước ngoặt cho mình. Thượng đế đã cho mình một cơ hội, còn cái chuyện nắm bắt được hay không là nằm ở mình, số phận là do mình quyết định. Mọi thứ đều có một hành trình riêng và nó xảy ra đúng cái quỹ đạo của nó. Nó chỉ dừng lại cho mình khoảng tí xíu thời gian để mình có thể biến cái dừng lại đó thành cột mốc hay không mà thôi. Anh Nam thì sao ạ? Có bao giờ anh nghĩ là ngày hôm nay anh là một cái người nghiên cứu về khoa học hay không ạ? Vâng, cũng xin chia sẻ với mọi người là cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì chỉ là học sinh trung bình thôi. Cái lĩnh vực mà tôi có thể là học khá hơn đấy là toán học thôi. Khi mà đến cấp 3 ấy, định chọn trường thi đại học ấy, thì thấy ở lớp thì có 5-6 bạn là đều là thi ngành kiến trúc. Các bạn đi học thì mình cũng đi học theo. Thế nhưng mà đi thi thử môn vẽ thì nhân 2, mình được loại D. Thế là bảo ôi chắc là trượt là không được đâu. Thì bắt đầu mới chọn một cái ngành khác. Thì lúc đấy cái nhóm ngành mà có vẻ dễ nhất đấy là toán văn ngoại ngữ, cho nên là thi khối D, chọn thi luật. Vào học 2 năm đại cương ấy, thì lại học cùng với cả một số cô tâm lý. Các cô nói câu chuyện về cuộc sống, rồi hiểu về bản thân, hiểu về thế giới, thích quá. Thế là đi theo ngành tâm lý. Lúc đấy bố mẹ nói rằng tâm lý thì ra ngoài làm cái gì. Cuối cùng là tôi vẫn đi học tâm lý. Ra nước ngoài học cũng là theo ngành tâm lý, là tâm lý học lâm sàng ấy. Đến lúc mà trở về nước này, bây giờ mình lại trở thành giảng viên, đúng y như là bố mẹ mình mong muốn con đường. Dạ vâng. Một đường vòng. Mọi thứ thì được xảy ra đúng với quỹ đạo của nó. Thì thưa quý vị, sở dĩ ngày hôm nay tôi hỏi quý vị nhiều về ước mơ hoài bão và những gì quý vị đã dự định mà không làm được để rồi quý vị làm một công việc khác, nó hoàn toàn giống với những thành viên đến với chương trình của chúng ta học một ngành nghề khác nhưng tham gia dự thi với một thử thách trong các đấu trường quốc tế.